xin chào anh em ha. Thì tuần mới thì mình sẽ quay trở lại để quay giải siêu cấp con nick ở server 236 là gà nai nha anh em. Thì nói chung tuần này á, là do bạn chủ nick á, là bạn ấy bận, cho nên là tối hôm qua thì sau khi mà nạp máu xong thì bạn ấy cũng có bảo là tuần này cú đi giải siêu cấp cả tuần luôn. Thì chắc là tuần này mình sẽ gọi là quay một cái series để xem là từ hôm nay thứ hai cho đến thứ cho đến chủ nhật thì cú sẽ nằm ở vị trí gà mấy nha anh em. Nói chung là đi với tâm thế là vui vẻ thôi, win cũng được, thua cũng được, không có quan trọng là phải lên đến gà 0 hay là gà 1 hay là gà truyền thuyết gì nha mọi người. Ok, thì trước khi vào video điều chỉnh đại đồ thì cú chúc tất cả các anh em là sẽ có một tuần mới thành công cũng như là vui vẻ ha các bạn. Thì nếu như mà anh em đang cần gì trong tuần này á, nói chung cái thương mại này thì tại sao mà mỗi video cú đều nhắc đi nhắc lại, thì nói chung là nhiều khi có những anh em mới xem được video của mình thì họ không biết mình làm gì. Tại vì cái YouTube thì các bạn cũng biết là cú chỉ để chia sẻ và lưu giữ những cái video kỷ niệm là chính thôi, chứ mình không có gọi là kiếm thu nhập từ cái YouTube chính. Cho nên là cú cũng thật sự trong tâm mình là không có quan trọng lượt xem nhiều hay là ít, tại vì mình cũng biết là bản thân mình không có gọi là tài năng về cái mảng YouTube này, chỉ là một cái cơ duyên, cho nên là mình làm video vui thôi. Cho nên là thí dụ mà lượt xem càng nhiều thì ok, càng tốt, mình càng vui, nhưng mà mình không có gọi là quan trọng á, kiểu như vậy. Không có quan trọng là phải nhiều lượt xem này kia, mà quan trọng là anh em quý mến mình là được, và không có gây khó chịu cho các bạn đang ủng hộ mình là ok. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu cần tìm nick, cần nạp móc hay cần giao dịch trung gian, hay là các bạn cần làm một cái gì đó mà chưa rõ, thì các bạn cũng có thể liên hệ sang Zalo, thì cú sẽ như là gọi chuyện, gọi các bạn để nói chuyện hoặc là chia sẻ cho anh em rõ hơn. Ví dụ anh em tìm nick thì mình cũng có thể là phân tích với tầm giá mà anh em đang cần tìm ABCD thì sẽ nick nào hợp, nick nào như thế nào, thì tới lúc đó là quyền lựa chọn là của anh em thấy hợp lý thì ok, hoặc là anh em thấy con đó đắt quá cú thì có thể đợi cái nick sau. Nói chung đối với cú thì rất là bình thường. Và thật sự bây giờ thì cú cũng chia sẻ luôn, do là bây giờ bị khá là nhiều những cái Zalo và cái Facebook của những bạn buôn mà thật sự mình không thích. Tức là họ buôn thì mình không ghét, tại vì bản thân mình cũng buôn, nhưng mà có một số bạn buôn rất là xấu tính và sử dụng rất là nhiều nick ảo mà không biết để inbox cú làm cái gì nữa, thì cú cũng không biết thăm dò hay hỏi nick này kia các kiểu. Cho nên là thật sự là bây giờ mình cũng không biết ai là khách mới, ai là này kia nữa. Cho nên là đôi khi những cái bạn lần đầu mà nói chuyện với mình á, thì kiểu như là cú hơi bị gọi là dè chừng, hoặc là hơi bị gọi là cọc lóc một tí xíu. Nhưng mà nếu như thật sự các bạn đồng hành với mình một thời gian lâu thì các bạn sẽ hiểu hơn cái tính của cú. Các bạn thấy mình nói nhiều như vậy là các bạn biết rồi. Thì đối với những anh em quen thuộc thì tối ngày chí ché, không phải là chơi chung và chỉ nói về game không đâu mọi người, mà còn rất là nhiều chuyện khác để nói vui vẻ, như là chuyện đời thường, chuyện ở ngoài. Nói chung là nói bất chấp nha, khi mà đã quen biết rồi thì bất kỳ một cái gì cũng chia sẻ như là một người bạn, một người anh thôi. Đa số những bạn khách bên mình thì thật sự là những anh rất là lớn tuổi, ở 8X, 7X cũng có nữa mọi người. Thì khi đó thì nói chung là cũng hiểu hơn và chia sẻ được nhiều hơn ha. Thì ok, hôm nay thì cô sẽ quay trở lại nick mẫu và sẽ gọi là đi giải siêu cấp con nick này nha các bạn. Thì hôm nay là cú vẫn sẽ sử dụng ngày đầu tiên, đó chính là combo wow búa kèm với đó là bét hu. Thì đây cũng là một combo quen thuộc rồi ha các bạn. Thì cú sẽ sử dụng cho mình là một bộ ngọc, chắc là cú sẽ sử dụng, cú không sử dụng miễn kháng nha mọi người, mình sẽ sử dụng liên kích đi ha. Tại vì ở tầm lực chiến này thì đa số là anh em sẽ chơi đam nhiều hơn, còn có xui xui bị đào thì chịu chứ sao bây giờ. Thì khi mà cú sử dụng cho mình là wow búa kèm với đó là bét hu thì lực chiến của chúng ta là 1.422.000 và sát thương là 11.500 và hộ giáp là 12.380 và tấn công là 18.000 và phòng thủ là 19.400. Thì đối với con nick này khi mà cú quay cái video một tuần này á, nếu như mà những cái ngày cuối hơi đen á thì mình sẽ gọi là xin phép các bạn cho mình bung mấy ngày cuối, nhưng mà để xem coi, chứ cú cũng không chắc chắn là mình sẽ bung map nha các bạn. Thì để xem tình hình là cuối tuần như thế nào. Thí dụ như mà cảm giác là muốn thử cái trải nghiệm bung map thì ok, cứ sẽ làm một hai cái video để bung map. Còn nếu như mà chơi thông thường bình thường như vậy thoải mái thì thôi, cứ sẽ không có sử dụng đến bung map. Tại vì bung map nó sẽ kiểu như là nó sẽ gây khó khăn cho anh em này kia lắm, cho nên là cả cho cú luôn. Khi mà sử dụng hai cái app để tắt qua tắt lại thì nó rất là mệt mỏi. Rồi trận đầu tiên thì chúng ta gặp bạn King Ma nha. Thì đây cũng là một nick level 70 khá là mạnh ở trong dàn giải siêu cấp hết các bạn. Thì để xem là một combo của King Ma thì có kết thúc được cú hay không.
Thì đây là một pha sử dụng full combo kèm với đó là skill của Bét Vượng Hoàng. Thì với lượng sát thương là 2000 mấy và có những cái pha rít cũng khá là đau nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì cú sẽ như thế nào ta? Mình ném chay có tên không các bạn, để thử một pha nha. Ôi trời ơi, ném chay gà luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, sao mà cú ngu thế nhờ. Đáng lẽ là chúng ta không nên ném chay nha mọi người. Thật sự đó là một cái sai lầm của cú, và thật sự mới trận đầu tiên thôi mà đã đen rồi. Toàn rồi anh em ơi. Do là đầu tuần cho nên là gà 12, gà 13 thì hồi trước đó cũng là khoảng gà 4, gà 3 nha anh em. Chán thế nhờ. Chúng ta có nên gọi là chơi đào không mọi người? Bạn này thì sử dụng cho mình cả wow búa và kèm với đó là bét Phượng Hoàng luôn ha. Thường thường thì Phượng Hoàng nó sẽ kết hợp với gọi là cái gì các bạn, Kara Idol này thì cũng không biết là có đào hay không, nhưng mà thường thường thì bạn ấy gặp những bạn to hơn thì mới đào hay sao á, cô cũng không nhớ rõ, cho nên là cũng không dám gọi là đánh giá nữa mọi người ơi. Toàn nhé. Ok, nhưng mà đối với mình thì bạn ấy vẫn chơi đam bình thường. Thì bây giờ là đối thủ của chúng ta cũng đã sử dụng cho mình là một pha bay. Ôi và trời vãi thiệt chứ, đúng là cú nhớ không lầm rồi. Thì đây chính là một bạn chuyên về chơi đào luôn. Nhưng mà hồi nãy là do chưa rõ tình hình đấy mọi người, cho nên là mình cũng không dám phán xét nha. Ở đây thì do là cú không có sử dụng miễn kháng á, cho nên là chúng ta cũng không có gọi là win. Thì về cái vấn đề mà chơi đam hay là chơi đào á, thì nói chung với các bạn á là đối với cú thì rất là bình thường, không biết đối với anh em như thế nào. Nhưng mà đối với cú á, khi mà gặp một bạn đối thủ nếu như mà họ chơi đào luôn, tức là cứ gặp là họ thoải mái, họ đào, chứ không phải là đang chơi đam ngon lành rồi chuyển qua chơi đào, cái đó thì nó mới làm cho mình cay. Còn khi mà các bạn đã chơi đam, đã chơi đào luôn, tức là gặp ai cũng đào, cảnh đào là đào, thì nó ok, nó sẽ có một cái vị trí khác. Thí dụ khi mà anh em gặp lại cái người đó thì anh em có cơ hội thì anh em vẫn có thể đào lại họ rất là thoải mái và không bị ảnh hưởng cái gì ha. Mới đầu tuần thôi. Thắng Lambo nha mọi người. Ok, thì bây giờ là chúng ta gặp bạn thắng thì cú sẽ sử dụng hai pha băng. Không biết như thế nào đây. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bay lên trên nha các bạn. Ở đây thì nếu như mà bò vào kẹt thì cú sợ là một lát cú không có bắn chuẩn được ấy, cho nên thôi thì chắc là cú sẽ nằm ở vị trí này nha anh em, để một lát chúng ta chuẩn hơn. Thì đây là một pha full dam và kèm với đó là ngọc bảo kích nha các bạn. Và với lượng sát thương thì cũng khá là lớn. Rồi ok, bây giờ thì cú sẽ, đây là một pha thần báo và mình sẽ sử dụng ném bét là 30.000 máu ha. Thì với một pha full dam kèm với một pha ném bét thì bây giờ đối thủ của chúng ta cũng đã hầu như là chỉ còn khoảng 1/5 cây máu thôi. 1/5, 1/6 cây máu thôi các bạn. Nhưng mà với một cái pha bow mà nếu như bạn ấy may mắn chạy bạo kích đồ là cũng si nha mọi người. Thì đây là một pha 555, một pha lấy tên, tuy nhiên thì chúng ta cùng xem là bạn ấy sẽ có tên hay không nha các bạn. Liên kích, ổ rồi đừng rít nha. Một cái pha dồn đam 555 mà rít thì nó sẽ rất là đau nha anh em. Thì rất may mắn cho cú là cái pha liên kích vừa rồi không có bạo kích. Và một cái pha liên kích của bạn ấy vẫn có tên. Thì bây giờ là đối thủ của chúng ta quyết định tung ra một pha full đam kèm với đó là bow. Ôi trời ơi, không có ngọc gì xảy ra cả các bạn. Thì hy vọng là đừng có rít nhiều nha. Rít nhiều thì sợ là kham không nổi. Thì đây là một pha bow chuẩn xác nha các bạn. Bây giờ là chúng ta đang bị phong ấn rồi anh em. Hy vọng là bạn cũng bị phong ấn. Ôi, sao hạt nhân nó lại nổ vào đầu của mình thế nhờ. Cày thế. Vừa ném chay một tia, chắc là cái hạt nhân nó to quá ấy. Mọi người, cũng may là nó không có rít nha. Chứ nếu như mà nó rít thì coi như mà khóc rồng luôn ấy mọi người. Ok, thì bây giờ là chúng ta đã có cơ hội rồi. Và cú sẽ bò xuống để lấy mạng bạn ấy. Win một trận là thấy may rồi đó mọi người. Chứ
Sợ là chỉ gặp hoài một người á thì sẽ rất là khó để mà có thể win được nha. Ngày đầu tiên thì nói chung là nó cũng hơi bị vật vã, tại vì đa số thì những anh em ở trên cao đều hạ xuống đây tiếp bẹp là hẹp si tình nha. Si tình thì của lão anh mình các bạn. Ok, mid là lão cho mình đi bụi đấy. Nick si tình thì hiện tại lực chiến tổng khoảng là 1 triệu nha anh em. Bây giờ thì cú sẽ sử dụng cho mình là một pha băng, chắc là cú sẽ sử dụng cho mình là couple băng, và sau đó thì cú sẽ bay lên và sử dụng skill ha. Thì hy vọng là thuận bượt xuôi gió nha anh em, đừng có bị su cần ai nha. Ok la. Rồi bây giờ thì cú sẽ bay lên, gió kinh khủng khiếp thế nhở. Thì đây là một pha full dam kèm với skill của Bethu. Xuyên giáp. Có xuyên giáp thì coi như là một cái án tử rơi lên đầu Nick Seaton rồi. Tại vì nick này thì lực chiến chỉ 1 triệu thôi các bạn ơi, cho nên là sức chống chịu thì hầu như là đối với nick của chúng ta là không có luôn. Đầu tuần mà cũng có vẻ rất là gây cấn nha mọi người. Nhưng mà xếp cho cú gặp những bạn gọi là đối thủ tầm khoảng 1 triệu 5 quay đầu thôi. Rồi ôi cả rồng luôn. Giờ này chắc là không ai đi hay sao mà cái nick rồng đã mạnh đến như thế mà sao có bung map không mọi người, để nói trên đây thì lại bị vả cho chết luôn ấy. Cú không biết là có bung map hay không, nhưng mà đối với nick rồng thì cú nghĩ bung hay không thì cũng vậy thôi anh em ơi. Rất là mạnh rồi, cho nên là việc mà chủ nick có bung hay không bung thì cú thấy cũng bình thường. Thiệt thật sự, bây giờ mà người ta không bung thì một cái pha bia bơm thì cũng đã bay màu mình rồi. Cho nên là cái việc mà bắt bẻ tại bung map người ta win, nhưng mà nên xem vào thực tế một tí xíu. Nick đó mà không bung map thì người ta sử dụng hai băng, sau đó là một cái combo dam thì các bạn vẫn gọi là bị toang. Bây giờ thì tiếp tục là gặp bạn chiến level 40 nha. Bạn này thì cũng có cho mình là một cái set rất là xinh xắn luôn. Do là cú không sử dụng miễn kháng cho nên là cú sẽ quyết định tung ra cho mình là một pha băng. Bạn chiến này thì hình như lực chiến cũng khá cao nha mọi người. Và cũng... ôi! Quá là đau thiệt tình chứ. Không ngờ lại mít một cách rất là te tua như vậy luôn ấy mọi người. Thì bây giờ là bạn ấy cũng đã bay sang, và chắc chắn thì chắc là bạn ấy sẽ chơi đào rồi. Tại vì đối với level 40 thì dù có mạnh ở tầm 4x thì bạn ấy vẫn gọi là không có bằng chúng ta, cho nên chấp nhận. Ok, chấp nhận. Thì ở đây nếu như mà cú gặp những cái nick mà to thì cô các bạn cũng nhớ là cho phép cú đào về một cái nha anh em. À rồi chết luôn. À còn ôi sao lại là phong ấn thế nhở. Xui rồi. Ở đây thì cú không sử dụng cho mình là miễn kháng, cho nên hầu như là để mà có thể lật kèo được rất là khó. Nhưng mà rất may mắn thì đây là một pha bắn không chuẩn xác đến từ vị trí của bạn ấy nha. Bây giờ thì cú sẽ sử dụng máy bay để bay lên anh em ơi. Cơ hội không đến hai lần nha các bạn. Rồi ok, thì đây là một pha bay chuẩn xác, và cú cũng có cho mình là một pha tên. Cho nên là bây giờ là mình sẽ sử dụng cái ném bét nha anh em. Ôi trời, xuyên giáp và cả bạo kích luôn. Một pha ném bét hơn 300k máu. Và rất may mắn cho cú là khi mà bạn ấy sử dụng pha đào thứ hai thì bạn ấy không bò xuống dưới mà bạn ấy vẫn đứng vị trí cũ. Cho nên những cái pha bắn của bạn ấy hoàn toàn rất là khó khăn để mà có thể đổ những cái tia xuống đầu mình. Nhưng mà đó cũng là một cái may mắn cho cú, mình cứ tính là cái trận này coi như là xong rồi đấy. Một cái pha đào phải gọi cũng rất là hay. Nếu như mà bạn ấy gọi là chuẩn một tí xíu nó lướt mình xuống luôn là mình đã chết rồi nha mọi người. Nhưng mà may mắn là cũng còn bám víu lại được một cục đất nho nhỏ. Đây tiếp tục là Hồng Thái. Đấy, phải cho cú gặp đa sắc màu như thế thì cái video nó mới sinh động chứ mọi người. Chứ mà cứ cho mình ăn hành mãi đi thì làm sao mà mình chơi cho nổi.
Ok, bây giờ thì cú sẽ bay xuống Hồng Thái luôn. Hy vọng là có tên nha. Không có tên thì sủi bãi đuổi luôn đấy mọi người. Ok, do là gió ngược cho nên là cú xin phép là sẽ bò vào trong kẹt để sử dụng cái pha đam của mình. Thì đây là một pha bạo kích nha các bạn. Thì với lượng sát thương cũng khá là cao. Và chỉ với hai pha này thì hai đợt tia thì đã lấy đi mạng của Hồng Thái rồi các bạn. Nick Hồng Thái thì lực chiến cũng trên 1 triệu, nhưng mà cụ thể bây giờ là bao nhiêu thì cú cũng chưa nắm được. Thì đối với con nick của chúng ta đang sử dụng với lực chiến là 1 triệu tư thì nó cũng gọi là khá là có số má nha mọi người. Nhưng mà do đầu tuần cho nên là cú chưa muốn trải nghiệm về bung map xem là nó như thế nào. Nhưng mà thật sự bung map thì để gặp những bạn mà lực chiến cân cân thì có thể ok. Chứ còn mà bung map mà gặp Sukana thì gặp như là gồng một màu hay là gặp những top á thì hầu như rất là tệ. Ở đây thì cú sẽ full dam luôn, tại vì ở đây là khi mà các bạn sử dụng cho mình là một pha 2-3 năm thì nó chả khác nào là khoa đào, cho nên là ở đây là coi như là tạo cơ hội nha. Nhưng mà xuyên giáp và bạo kích kìa mọi người. Rất tiếc là si tình lão anh của mình không nhận được cơ hội này nha các bạn. Chết tức tưởi. Cái cảnh hồ con gùa là nói thật với các bạn là một cái cảnh rất là tranh cãi luôn. Khi mà các bạn gặp cái cảnh con gùa đó, nếu thật sự các bạn chơi đam á, thứ nhất là các bạn phải đoán được, tức là chúng ta phải sử dụng là 5-5-5. Và ví dụ mà các bạn sử dụng Kara thì các bạn cũng bao là 5-5-5. Nhưng mà trong cảnh đó thì thật sự rất là dễ xảy ra mâu thuẫn nha. Tại vì nhiều khi các bạn sử dụng búa á, thì một cái pha 5-5-5 của các bạn, một cái pha bow của các bạn thì nó hoàn toàn không xuống nhiều quá đất. Nhưng mà Kara thì cái tính chất của nó đã là một cái loại vũ khí mà bow là nó mang mát đào rồi. Ôi trời, tự nhiên ngu thế. Ở bên kia ngon như thế mà không... không chịu băng, nhém một tí xíu nữa là hỏng rồi đấy chưa mọi người. Rồi ok, bây giờ thì cú sẽ bay lên trên nha. Nếu như mà có tên thì chúng ta bò xuống, còn không có tên thì chúng ta cứ ở trên thôi. Và cái vị trí này anh em thấy quen thuộc không? Quá quen thuộc. Hơi xa rồi nha. Cũng may mắn là còn trong tầm với nha anh em. Rồi ok, chúng ta sẽ sử dụng giống như một pha khi nãy. Lại là bạo kích, phải không mọi người? Bạo kích hay liên kích? À, bạo kích các bạn. Công nhận cái vị trí này gọi là cái vị trí đắc địa hả mọi người? Có duyên quá nhờ. Hai lần đều là ngọc bạo kích và đều lấy đi mạng sống của đối thủ nha. Hôm nay thì nói chung là đầu hôm thì cũng được, không gặp quá nhiều các cao thủ. Bây giờ là chúng ta đang còn một trận nha các bạn. Thì để xem là cú sẽ gặp ai. Sau đó thì chắc là cú sẽ mua thêm 1-2 trận nữa để đi quẩy nếu như mà tình hình ổn. Chứ nếu như mà gặp cho cú gặp top liên thì chắc là mình phải ngưng ngay thôi mọi người. Mình không muốn ngày đầu tiên mà từ gà 13 nó tuột xuống nữa đâu nha các bạn. Ôi trời, ghép mà lâu lâu như thế này là sợ phết luôn ấy các bạn. Thật sự nha. Gặp cải. Cải level 56 này thì hầu như là lực chiến của bạn ấy cũng khá là cao đấy. Nhưng mà ở đây thì cú sẽ sử dụng cho mình là một pha full dam nha các bạn. Thì ở đây là để cú xem là một cái pha bắn của mình nó chuẩn xác. Nếu như mà không chuẩn xác thì khả năng bị đào ấy. Nhưng mà ở đây thì hạt nhân và liên kết rồi thì đối thủ cũng khó mà có thể né được. Thì đây là một pha bắn hoàn toàn chuẩn xác và gây ra sát thương cũng như là kết thúc luôn cả đối thủ. Bây giờ thì cú sẽ tiếp tục trận đấu mua lượt đầu tiên nha các bạn. Thì để xem là chúng ta đang gọi là đang may mắn thì mua thêm, khi nào chúng ta thua thì chúng ta sẽ ngưng lại nha mọi người. Tại vì thấy cũng đang gọi là đang hên hên đấy các bạn. Bây giờ thì đang chờ ghép đối thủ và có vẻ như là cũng khá ít là người đi giải siêu cấp ấy mọi người. Và đồng hành với giải siêu cấp hiện tại là có giải ngôi sao nữa. Nhưng mà giải ngôi sao thì cú thật sự chưa có thời gian để quay. Thì chắc là để cú tìm một cái con nick mà ở tầm
234 cho đến 50 độ lại thôi thì quay nó sẽ ok hơn. Chứ còn mà để mà quay ở 70 thì hầu như là ghép trận rất là lâu nha. Trận này thì chúng ta gặp anh Táo rồi, và không biết là có cơ hội để win hay không nữa đây. Ok, bây giờ thì cú sẽ sử dụng cho mình là một pha băng nha các bạn. Rồi cú sẽ gọi là bay về cái cây ở bên đây. Nói chung thì cảnh này thì cũng hơi bị gọi là lo lắng, tại vì khả năng mình bắn bớt là gà và ảnh lại đứng trên cái chai nữa mọi người. Mới toan chứ. Ok, nhưng mà cú vẫn sẽ tung ra một pha 2-3-5. Nói chung là hên xui đi mọi người ơi. Trong tình huống này thì không còn gì để lựa chọn nữa nha các bạn. Rồi cú sẽ bay lên trên đây. Trời đất mẹ ơi, cái gì thế nhở? Thôi thì chúng ta sẽ full dam luôn anh em ơi. Cay thiệt là cay luôn á. Bạo kích, hy vọng là chuẩn xác cho pha này nha các bạn. Ok, thì đây là một pha bắn chuẩn xác của cú và cũng chạy ngọc bạo kích và lấy đi là 18k máu cho một tia, và pha sau là 20k máu nha các bạn. Nói chung là cú không tự tin, tại vì vị trí của đối thủ nằm ở một cái vị trí khá là nhỏ ấy. Và anh Táo thì cũng là một trong những người bắn rất là chuẩn xác. Các bạn thấy không, ổng vừa khẽ vào đầu mình á, rất là tốt về những cái góc ngang và cả siêu cao luôn. Thần bảo thôi hỏng rồi anh em ơi. Nằm trong kẹt như vậy mà lão còn lôi đầu mình ra lão bắn được thì các bạn hiểu rồi. Ok, thì đây là một pha băng không thành công đến từ vị trí của Táo Blue. Và bây giờ thì cú sẽ sử dụng cho mình là một pha bắn góc ngược nha các bạn. 15. Thôi đi ngựa ngựa nó làm gì. 15 hả mọi người? 13, 15. Không biết trúng hay không nữa đây. 48k máu và cũng đã kết thúc luôn anh Táo Blue. Rồi ok, thì khá là ok ha mọi người. Gặp ổng thì nói chung là cũng hơi bị hồi hộp một tẹo nha. Rồi tiếp tục đi anh em ơi. Đang gọi là đang may mắn. Khi nào thua thì cú sẽ dừng lại, hoặc là khi hết trận, hết lượt mua thì cú sẽ dừng lại nha mọi người. Ngày đầu tiên á, thì nói chung khi mà các bạn lên càng cao ngày đầu tiên á, thì những ngày sau các bạn lại càng khó sống ấy, chứ không phải là ngon đâu. Tại vì ở đây thì mỗi video cú cũng muốn gọi là cho anh em xem được nhiều cái mặt hơn, tức là nhiều cái trận đấu hay hơn. Cho nên là cảm giác là đang may mắn thì được ngày nào hay ngày đó đi ha. Hôm nay thì chúng ta đỏ, ngày mai thì chúng ta đen thì chấp nhận thôi. Sao thắng Lambo có nghĩa như là mạng yếu nhờ. Hồi nãy giờ gặp hai trận thì cảm giác thắng Lambo cứ bị kiểu lắc giống như bung map ấy. Nhưng mà ở đây thì búa hưu thì bung map làm cái gì? Thường thường bung map thì phải là cara rồng hoặc là cara rắn nha. Chứ búa hưu mà bung map thì tốn thời gian thôi. Ok, thì bây giờ là cú sẽ sử dụng cho mình là một pha 2-3-5 nha các bạn. Đây. Bạo kích và cả thần báo luôn. Tuyệt vời. Thì cũng giống như khi nãy ấy các bạn. Ở đây thì không có bò lên được anh em ơi, cho nên là phải chịu trận ngay chỗ này thôi. Hy vọng là phong ấn luôn nhé. Thì một pha của ném bét của cú là gây ra 30.000 báo, và thật sự đúng như cú nói thì đối thủ của chúng ta đang gọi là bị phong ấn nha mọi người. Có vẻ như là mọi chuyển động của thắng Lambo khá là chậm chạp. Một pha ném chay. Rick 8.000 máu. Wow. Vẫn có tuần nha anh em. Ở đây thì càng sử dụng nhiều tên thì chúng ta sẽ càng có cơ hội gọi là vùng dậy nha các bạn. Thì ở đây Tắng sử dụng cho mình là một pha bay. Bây giờ yêu cầu chúng ta có tên, chúng ta tung ra một pha gọi là bâu là ok nha mọi người. Thì đây là một pha full dam, kèm với đó là skill khóa di chuyển của Thắng Lambo. Thì bây giờ là cú sẽ sử dụng một cái pha bay nha anh em. Ôi trời ơi, phong ấn. Ủa vậy là ở chỗ này chúng ta có bắn được không mọi người? À được, được. Cái tia đạn, cứ vẫn thấy cái tia đạn nó vẫn ra bình thường nha anh em. Thì đây là một pha ném chay, kèm với đó là một pha bạo kích. Và bây giờ thì đối thủ của chúng ta cũng liều mạng khi mà sử dụng cho mình một pha full dam, kèm với đó là bow. Kỳ này thì xuyên giáp.
21.000 máu thua rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi, rớt nước mắt thiệt chứ, sao mà khá là đen thế các bạn ơi. Cú hơi là ẩu, với lại thêm đối thủ may mắn phết nhờ. Tức quá, phải mua thêm một lượt để đi tiếp thôi các bạn ơi. Kỳ sau thì nếu như mà nằm ngay cái vị trí đó thì cú sẽ chọn là bay ra chuyến giữa. Tại vì hồi nãy đã tính rồi, nhưng mà kiểu như là thật sự thì có một xíu coi thường đối thủ thôi nha các bạn, cho nên là không có quyết định bay. Nhưng mà cuối cùng thì lại bay màu. Bây giờ thì chúng ta gặp Bạch Y. Bạch Y thì là một trong những level 50 với lực chiến hiện tại thì cũng khá là VIP Pro đấy. Hình như đâu đó là 1.7, 1.8 gì ấy, 1.7, 1.8 gì á, hay là 2 triệu rồi hả mọi người. Cú cũng không có xem nữa, bữa đợt trước xem thì là hình như là 1.7 á. Ôi trời ơi, ba bay qua ba đào luôn hả ba. Thôi xong, kiểu này mà sử dụng 2-3 năm thì chúng ta có là đường chết chắc thôi. Tại vì cú không có miễn kháng các bạn. Cảnh này mà vậy là thôi, khác gì cứ 1-2 bà nó cho rồi. Bay làm gì cho mất thời gian. Ủa nhầm, băng làm gì rồi 2-3 năm cho mất thời gian. Cảnh con rùa mà 2-3 năm thì thôi cú cũng xin. Tiếp luôn một trận anh em ơi, chơi là phải chơi khô máu. Thì xong trận này thì chắc là cú cũng sẽ kết thúc video nhé các bạn. Thì cú cũng cảm ơn tất cả các em đã gọi là luôn ủng hộ mình. Thì nếu như các bạn đang cần cái gì thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình sang Zalo nhé. Thì ok, bây giờ là chúng ta có cơ hội gặp lại Bạch Y. Và không biết là cái khả năng của chúng ta thì có gọi là trả thù được cho cái trận vừa rồi hay không đi nha các bạn. Thì tiếp tục Bạch Y vẫn tung ra cho mình là một pha băng. Thì vẫn là combo cũ thôi. Nhưng mà vị trí của chúng ta đang đứng thì hầu như là một cái vị trí khá là ok. Cho nên là không có sợ về cái vấn đề mất gốc. Tuy nhiên kỳ này thì cú sẽ cẩn thận hơn, là cú sẽ sử dụng cho mình là hai pha băng và skill luôn. Chứ cú không gọi là không lấy tên nữa. Tại vì lấy tên ở cái trận đầu tiên thì các bạn cũng thấy là su rồi ha. Và Bạch Y rất là mạnh nha các bạn. Một tia thông thường là 1.600 máu luôn các bạn. Cú sẽ sử dụng bia bơm để chuẩn xác hơn. Đấy, có thì mà ngại gì mà không dùng. Bay lên, bay lên và tiếp tục băng để sử dụng được skill khống chế nha các bạn. Thì ở đây là một pha băng thì chúng ta sẽ gọi là tính gốc sẵn luôn. Để pha sau là các bạn sử dụng 2-3 năm luôn. Ôi trời, sao tự nhiên gió to. Gió to xuyên giáp nha anh em. Rồi xuyên giáp thì Bạch Y cũng thành, cũng bay màu luôn. Quá tuyệt vời. Cú tính là 5.100 máu ấy, nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy là 51k cho một pha rig. Ok, thì cảm ơn anh em ha. Thì ngày đầu tiên là mình đã lên được gà 10 rồi nha mọi người. Và hồi nãy 2 sao thì không chịu, ngựa ngựa. Ok, thì tạm biệt anh em và hẹn anh em ở video sau. Bye bye, love you.